Mời cả nhà bữa nay vô bếp làm món này với mình nha. Nếu ai mà ăn chay mà ngán ăn tàu hũ hay là tương cà gì thì vô đây, mình chỉ cho món này cực kỳ đơn giản mà ngon luôn. Hôm nay mình sẽ làm món tương xào với nước cốt dừa ăn với đậu phộng rang nha cả nhà. Sáng nay chở Sen đi chợ này, Sen nói lâu rồi không có mua bông, mua bông về mình cắm đi. Cái mình cũng mua bông về, cái tới về tới nhà nó ủa cắm vô đâu giờ, nhà làm gì có cái bình bông đâu mà cắm. Thì đó, chai nước đó, chai nước mình uống hết nước rồi mình lấy cái chai ra mình cắm bình bông. Ủa vậy cũng được nữa ha cả nhà. Tính ra giờ cái chai nước nó có nhiều tác dụng quá ha. Uống nước gốc của nó xong rồi bỏ nước lạnh vô uống. Rồi cắm bông, cắm hoa nè. Còn nhà ai mà có em bé trai ngủ ban đêm cũng có tác dụng lắm đó nghe cả nhà. Rồi riết rồi xàm quá. Thôi mình bầm tỏi ớt cho Sen ăn bún nước tương nha. Còn mình thì sẽ ăn đậu phộng gam. Rồi cả nhà thấy nước tương này sao? Chất lượng không? Chèn với bún với tàu hũ nữa là nhất cái nách. Ăn xong rồi ta nói đi không nổi. Không phải là lý do gì, tại vì no quá cả nhà. Và bây giờ mình gan đậu phộng nè. Nói như sao chứ mình thích ăn đậu phộng gam chấm tương tương nè, rồi chấm chao nè. Hôm nay mình sẽ làm cái món này nè. Nhà mình hay ăn lắm, mình cũng hay ăn nữa. Lâu lâu ăn cho nó bớt khẩu nghiệp cả nhà, chứ đi làm công nhân á đôi khi khẩu nghiệp dữ lắm, biết là khẩu nghiệp tụ vành môi hết trơn á. Rồi mình xấy mỡ tỏi vàng lên, mình bỏ tương vô. Tương này hồi sáng mình mua, phải nói là nó mới mà nó ngon cực kỳ, nhưng mà nó hơi khá ngọt, mình phải dằn thêm chút xíu muối nè. Mình xào tương xong á thì mình bỏ nước cốt dừa vô. Có ai thấy món này lạ không? Cái món này nếu mà đâm tương ra nữa, thêm sả, thêm ớt, rồi thêm gì nữa tự nhiên quên ngang rồi cả nhà ơi. Mình chấm giả cày là nhất cái nách luôn. Đây, đây là bữa cơm chay đơn giản của mình nè. Cái món này á cả nhà mà luộc rau ăn cũng ngon nữa. Nói chung là làm cái gì ăn cũng ngon hết trơn á. Tại vì nó rất là đơn giản, không có cầu kỳ gì hết trơn. Bữa nay mình ăn món này với cơm, ta nói nó ngon gì đâu quá. Đó, bây giờ Sen thì ăn bún nước tương đó. Cả nhà thích món nào thì ăn món đó với gia đình mình nha. Rồi Sen nó ăn nhìn thấy ngon lành quá cả nhà ơi. Mình không biết làm sao nữa. Lâu lâu mình mới ăn chay được một lần. Tại vì mỗi lần mà giả sử như ngày mai gầm 14 đi, mình nói bữa nay mình sẽ ăn chay đi, là đêm hôm đó là mình sẽ thèm đồ mặn. Cả nhà thấy có ai lạ như mình không? Mà có ai giống như mình vậy không? Lạ lắm đúng không cả nhà? Mà dưa leo chấm tương kho cũng yếu này cũng ngon lắm. Hay là mua rau về luộc, món nào cũng ngon nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha.